Vừa lẹn xuống tới đấy thì thọ phát hiện một con hải sâm gơ này mọi người. Con này cũng khá là to luôn. Hải sâm gơ ngoài đổ thì con to to không. Hải sâm gơ này thì về bón cho thương lứa khoảng 200 đến 250 nghìn một kg tươi. Phía trước thọ phát hiện có một con mực non khá là bự luôn. Con này thì tầm gần 4 kg luôn đó mọi người. Mực non thì nó dễ bét hơn mực lá. Nó không có nhót như mực lá. Mực lá thấy người là nó chạy liền. Còn mực non thì nó chỉ đứng yên và nó biến đổi màu sắc để ngụy con thôi. Gió mực non thì hiện tại thọ về bón cho thương lứa khoảng từ 150.000 đến 180.000 một kg. Wow, một con tôm hùm khá là bự luôn kìa mọi người. Đây là tôm hùm rồng nhé mọi người. Con này thì nặng khoảng 1 kg hoặc 1 kg mốc gì đó mọi người. Mọi người thấy dưới nước nó dài chứ lên bờ rất là to luôn nè. Mọi người thấy hai cái râu không? Nó rất là dài, con này phải nặng tầm 1 kg mốc. Tôm hùm rồng thì ở quê thọ còn hay gọi là tôm ràng, còn trong Phú Quý thì còn gọi là tôm xanh. Đầu tôm này thì có giá khoảng 800.000 một kg nhé mọi người. Con này này 1 kg thì thọ kiếm khoảng 800.000 rồi đó. Thọ gặp một con hải sâm hổ. Hải sâm hổ thì khoảng 10 đến 20.000 một con, nhưng mà đa số dân làng ở Quảng Ngãi sẽ không bắt loại này nha mọi người. Loại này thì nó to lên nuôi tốn diện tích rất là nhiều, mà giá cỏ thì nó thấp nên anh em sẽ không bắt để dành thời gian bắt những loại khác có giá trị hơn. Chỗ này luôn, phía trước thọ phát hiện có một con ốc kim khôi kìa. Ốc kim khôi loại này thì rất là bự, một con khoảng 2-3 kg, có nhiều con bự thì 5 kg lận. Ốc này thì về bón cho thương lứa khoảng 50.000 đến 100.000 một kg. Phía trước có một con ốc kim khôi nữa kìa mọi người. Có vẻ bãi cót này là chỗ ở của ốc kim khôi nè, nên thọ được hai con gần nhau luôn. Để thọ đi tìm thử thêm khu vực này có thêm con nữa không. Con thứ ba rồi kìa mọi người. Rất là may mắn luôn. Ốc kim khôi này thì nếu mà vỏ đẹp thì anh em về sẽ bón cả vỏ cả thịt sống cho thương lứa. Họ mua khoảng 100.000 một kg. Còn nếu mà vỏ sáo thì anh em sẽ đem lên tàu bỏ vỏ lấy ruột và về bón ruột khoảng 300 đến 400.000 một kg ruột nhé mọi người. Loại ốc này thì thịt ăn rất là ngon luôn. Mọi người nếu có cơ hội thì mua về bóp gỏi hoặc xào sả ớt ăn rất là ngon. Con ốc kim khôi thứ 4 rồi. Loại ốc này thì ở quê thọ còn hay gọi là ốc ngồi, còn trong dân gian Phú Quý thường gọi là ốc table. Ốc này thì chúng thường hay sống gần nhau, thường sống ở các bờ cót. Ví dụ anh em gặp điểm thì thường thường được 5-7 con, nhiều thì chục con, mười mấy con, chứ ít khi mà được 1-2 con ấy mọi người. Chỗ này thì thọ phát hiện thêm một con tôm hùm nữa đó mọi người. Hình như đó là tôm hùm rồng đó mọi người. Đây, con này thì tầm 3 lần thôi. Ồ, phía gần đó là có một con nữa luôn mọi người. Là hai con này nó ở gần nhau luôn mọi người ơi. Bây giờ thọ sẽ bắt con này trước. Bình thường thọ sẽ bó camera vào cái đèn pin, nên là nếu mà khi thọ vừa bắt vừa quay thì nó sẽ khó quay cận cảnh vào con tôm được cho mọi người xem được. Con này nó chui vào hon rồi khó bắt đó mọi người. Một tay thọ mới cầm bi đèn pin rồi, còn một tay nên rất là khó bắt. Chứ bình thường là gặp hòn tôm hùm hay là có mật quỷ, có bò gia gióp gì là thọ phải nhờ một anh bác, còn thọ sẽ quay camera cho mọi người. Con này nó chung vào sót trong kẻ hòn rồi mà một tay thọ không làm được gì, nên là nó rất là khó. Chắc thọ phải nhờ anh bên kia giúp đỡ quá. Bây giờ bác con này trước đó mọi người, còn con kia nó chung vô hòn rồi. Đây anh này đang chụp con này nè. Con này cũng tầm khoảng 3 lần nha mọi người. Loại tôm này thì khoảng 800.000 một kg. Đây bây giờ thọ sẽ nhờ anh kia qua bác một con nữa. Anh kia sẽ lặt cái tận đó này đây. Đây đó, anh bác đang tôm hùm nữa. Con này cũng 3 lần luôn, rất là may mắn luôn được hai con gần nhau luôn mọi người. Ồ, một con hải sâm thơm kìa mọi người.
Sở dĩ thọ hay gọi là hở xăm thơm bởi vì loại này thì khi ngâm rượu nó sẽ tỏa ra một mùi thơm nha mọi người. Con này thì nặng khoảng 400 đến 500 gram. Loại hở xăm thơm này thương lái chủ thọ mua khoảng 200 đến 250 nghìn 1 kg. Con hở xăm thơm thứ hai luôn kìa mọi người, khá là may mắn luôn, thọ được heo con gần chỗ luôn. Con này thì trọng lượng của nó cũng bằng con kia khoảng 400 đến 500 gram. Là hở xăm thơm này khi ngâm rượu thì rượu màu rượu rất là đẹp mà nó cũng có mùi thơm nữa. Nếu mọi người có nhu cầu về hở xăm thì cứ IP cho thọ nhé, thọ sẽ tư vấn cho mọi người. Chỗ này thọ phát hiện một cái hoang tâm tích. Tâm tích này thì thọ cùng anh em phải dùng những con cá để làm mồi cao nó nha mọi người. Dùng cá để cho con tâm tích nó dùng hơi cái cặp con của nó và nó bám vào con cá. Sau đó anh em mới nắm hơi cặp con và bét nó lên. Chứ nếu mà không dùng cá thì nó sẽ dùng cặp con búng vào tay mình dễ chảy máu. Mỗi con tôm tích như thế này thì nặng khoảng 300 đến 400 gram và giá mỗi kg tôm tích này là khoảng 800 nghìn 1 kg. Nằm trong cái hoang này là một con cá mặt quỷ, nó đang ngụy trang nè mọi người. Đó, mọi người có nhìn thấy không? Gặp cá mặt quỷ thì anh em rất là mừng luôn, tại vì cá mặt quỷ rất là nhanh có tiền. Một con như thế này là tầm nặng khoảng 1.2 kg đến 1.5 kg, mà 1 kg cá mặt quỷ thì khoảng 600 đến 650 nghìn 1 kg. Là cá mặt quỷ này thì chúng khá là hiền, bét rất là dễ. Chủ yếu anh em bác sẽ cẩn thận tránh những cái ga có độc của nó trên lưng thôi. Còn là thì nó sẽ nằm yên chứ không có chạy như những loại cá khác. Có một quỷ này thì giá trị dinh dưỡng rất là cao. Ăn chúng thì rất là bổ. Nếu mọi người chế biến biết cách chế biến thì ăn cũng rất là ngon. Khách du lịch nhất là bên Trung Quốc rất là ưa chuộng loại cá này, vì vậy giá của chúng khá là cao. Chỗ bà cót này thọ được thêm một con ốc kim khôi nữa kìa mọi người. Là ốc kim khôi này thì mỗi con như thế này thì nặng tầm khoảng 2 đến 3 kg. Khi bét lò ốc này lên thì anh em sẽ lừa những con nào vỏ mà đẹp á thì bỏ nuôi sống về bán cho các nhà hòn với giá khoảng 50.000 đến 100.000 1 kg. Còn nếu mà những con là xấu, anh em sẽ tiến hành lấy ruột ra và bỏ vỏ. Ruột thì bỏ đá lạnh về bán cho thương lái khoảng 300.000 đến 400.000 1 kg. Đỏ kim khôi này thịt màu vàng, ăn rất ngon. Nếu anh em làm xào sả ớt hoặc bắp gõ cùng uống cùng vợ lon bia thì rất là ngon luôn nha mọi người. Thọ tiếp tục gặp con tôm tích thứ hai. Con này thì có một mình thọ chỗ này thôi nên thọ sẽ đẹp máy quay với đèn pin là và tiến hành bét cho mọi người xem. Là tâm tích này thì khoảng 3 con là 1 kg và với giá bán khoảng 800.000 1 kg. Tâm tích này thì đa số anh em dân biển nhận xét là thịt nó thơm ngon hơn tôm hùm, nhưng mà cái nhược điểm của nó là hơi ít thịt một xíu, nên mọi người có mua thì nhớ cân nhắc mua. Thọ được thêm một con hải sâm ga nữa. Hải sâm ga thì thương lái mua khoảng 200.000 đến 250.000 một kg tươi. Loại này thì thường dùng để nấu súp và bổ sức khỏe. Wow, thọ phát hiện con tâm tích thứ ba rồi nè mọi người. Được tâm tích hay tâm hùm hay những loại mặt có mặt quỷ thì rất là nhanh có tiền. Ba con như thế này thì thọ kiếm khoảng 1 kg. 1 kg thì về bán được khoảng 700 đến 800 nghìn. Là tâm tích này thì nếu mà gặp tâm tích cá nó có trứng thì ăn rất là tuyệt vời luôn. Nhưng mà cũng hiếm nha mọi người. Đa số thì anh em bác tâm tích đực nhiều, chứ bác tâm tích cá. Tâm tích cá còn để cho nó sinh sản nữa. Con hải sâm ga thứ 3 rồi mọi người. Hải sâm ga ở các quần đảo Trường Sa hay Hoàng Sa thì kích thước chúng khá là lớn. Trong hoang này có thêm mấy con cá này nè. Wow, thọ gặp một con rùa biển mọi người. Rùa biển con này khá là to luôn. Rùa biển thì trước kia thì anh em làng biển cũng hay bét. Tầm khoảng năm 2009 hay là 10 thì vẫn còn bét. Một con như thế là bón khoảng được mấy triệu luôn nha mọi người. Nhưng từ khi nhà nước có lệnh cấm thì đưa vào sách đỏ thì anh em không có khai thác nữa.
và loại rùa biển này đang trong diện bảo tồn, nên nếu mà mọi người mà bét hay là buôn bán dưới mọi hình thức thì sẽ bị phạt tiền và phạt tù. Vì vậy nên là không có anh thợ lặn nào mà dám bét cả, nên mọi người đừng cứ nghĩ là thọ tét đường biên xong sẽ bét loại này nhé. Đây là một con hải sâm tố nè mọi người. Ở thọ hay gọi là hải sâm tố vì nhìn hình dáng nó giống một cái trái tố. Loại hải sâm này thì muối mặn, bán cho thương lái khoảng 200.000 đến 300.000 một kg. Con hải sâm ghê thứ 4 rồi. Loại hải sâm ghê này thì chủ yếu nấu súp, chứ ngâm rượu thì uống nó cũng không có bổ lắm. Mọi người nếu ngâm rượu thì hãy mua hải sâm vú tráng nhé. Hải sâm vú tráng thì khoảng 1 triệu ha 1 kg lận. Đây là một con hải sâm hà. Mỗi con như thế này thì thương lái mua 30.000. Khi bét loại hải sâm này thì anh em phải nạn ra hết những cái tơ chỉ màu trắng dính này. Loại tơ này nó rất là dính, nếu mà bỏ chung vào vật với hải sản thì nó sẽ dính vào hải sản làm cho hư hại hải sản hết. Con thứ hai đây này mọi người. Hai con như thế này thì được 60k. Con hải sâm hà thứ ba là hải sâm này thì sau khi lên tàu anh em sẽ mổ bụng ra và tiến hành muối mạng, là muối mà thọ hay sử dụng muối hải sâm là muối hột nhé mọi người. Con tâm tiết thứ 4 rồi nè mọi người. Loại tâm tiết này thì có khi một con gặp hai con nó đơn vô phối thì là nó có hai con luôn nha mọi người, một đực một cá. Nhưng mà cũng là rất là hiếm. Với khi anh em bắt thì sẽ đa số chỉ bắt một con thôi, còn để là một con cho nó sinh sản tiếp.